to thôi, không không bé đâu chị, bình thường mà ăn hợp với người chị mà. Rất là to. Sao chị thích chân to hỏi chị đi, trời ơi. Trời nắng đó. Nắng muốn kiểu ngất xỉu ấy. Nắng nóng luôn cả. Em đi này dài dài em cũng ngất luôn. Bây giờ nhá, em uống nước trái cây nhá, kiểu gì em cũng bị táo tợn quậy. Thế á? Vâng, bộ dạ của em yếu lắm. Em mà ăn mấy cái này, hầu như hôm đó chị nhớ có hôm nào nó không có chị cả. Đi ăn bún riêu nhưng nếu không có chị thì ôi, ăn về nhá. Em đi cà buổi chiều. Đi vào đây sao chị? Em ngồi đây đợi chị. Chị hãy đi đi.